Xin chào 500 anh em đã đến lại với kênh Lê Ngọc Tuấn MMO Hôm nay uh, thông báo tin mừng anh em đó là mình đã rút được uh, tiền về Paypal Đấy thì dự án này mới chạy 3 ngày đang còn rất ngon nhé Để anh chị em uh, nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh like video giúp mình nhé Rồi cảm ơn anh chị em Bây giờ mình sẽ cho anh chị em xem bằng chứng rút Ok anh chị em Đây là bằng chứng rút nhé Đây mới uh, 0 giờ 22 phút ngày hôm nay luôn anh chị em này 13 đô này Có tiền tối nay xem uh, Việt Nam đá anh em ạ Thì anh đây cho anh chị em xem hẳn Đây sau luôn tài khoản PayPal anh chị em xem nhé này có mình đây 13 đô nhé Và mình cũng đã bán luôn rồi. rồi ok anh chị em Đây anh chị em đây là tài khoản mình nhé Hiện tại đã có 13 đô thanh toán đây Đã còn 118 đô uh, đang chờ thanh toán nhé đấy thì anh chị em nào chưa đăng ký thì chúng ta vào kênh lê ngọc tuấn mmo rồi chúng ta xem lại video hôm bữa mình hướng dẫn anh chị em đăng ký nhé đấy cực kỳ hot rồi này và đặc biệt đó là đây chỉ là cái phần gọi là cái miếng bánh tráng miệng thôi anh chị em ngoài ra còn chúng ta sau này đấy xây dựng được hệ thống chúng ta còn nhiều chiến dịch nữa thì những chiến dịch này mình sẽ hướng dẫn anh chị em sau trước hết chúng ta chưa am đi những cái chiến dịch này nữa đi để hoa hồng mỗi đơn này đấy có cả nghìn kim anh chị em ạ mình hôm qua phát hiện ra Nguyễn Kim này đấy Đây siêu thị Nguyễn Kim đã hợp tác với ta mà đồ nha Đây là có cái này anh chị em yên tâm đấy tem cũng có này thật không thể tin nổi anh chị em ạ hàm credit này đấy, rất nhiều rất nhiều thứ để anh chị em bán y hệt như clickbank hay access chết ngày trước anh chị em ạ đấy đều hát này Đấy thì anh chị em, đấy, phần này báo cáo hàng ngày này. Phần này là chi tiết thanh toán này. Đây, phần này nếu anh chị em nào mà chúng ta đặt min nhé, nó sẽ tự thanh toán về khi đủ min này. Đấy, có nhiều hình thức thanh toán này. Đây đây, mình cho anh chị em xem này. PayPal, Bitcoin này. Anh chị em chọn hình thức nào cũng được nhé. Hai cái này, PayPal Bitcoin này. Đấy, chúng ta đặt min này. 20 50 100 này. Đấy. Nó đơn giản vậy thôi anh chị em ạ. Chúng ta bấm lưu là ok. Và đây cái phần này là cái phần cây này, anh chị em sẽ biết hệ thống mình bằng bao nhiêu người này. Hiện tại mình đã có 551 người. Đấy, anh chị em nhớ đăng ký ủng hộ mình đường link này nhé Đấy còn đăng ký thì cũng đơn giản thôi anh chị em ạ. Đấy đăng ký anh chị em vào đường link nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Anh chị em bấm phần ba gạch hoặc kéo xuống dưới này, phần ba gạch đi chúng ta bấm vào sign up free rồi, đấy đơn giản vậy thôi chúng ta đăng nhập thông tin, anh chị em chỉ cần đăng nhập thông tin uh, email này, tên email anh chị em này, đấy, đây là mật khẩu này, tên họ tên này và quốc gia rồi, đây bấm vào đây, sau chúng ta bấm đăng ký và xác nhận mail, này mình có hướng dẫn video hôm trước rồi, và sau đó anh chị em đăng ký lại và đăng tạo tại mật khẩu, tạo mật khẩu, cố gắng tạo mật khẩu mạnh vào Đấy và sau đó là chúng ta việc chín thôi anh chị em Đơn giản vậy Đấy cái, quan trọng nhất anh chị em xây dựng hệ thống này là Về lâu về dài thì chúng ta chạy các dự án nữa Nên là anh chị em mình khuyên anh chị em là chỉ tiến hành đi Càng nhiều càng tốt dự án này chúng ta nói em nói thật là nếu ai đi đầu trong vòng 3 tháng đầu thì vẫn ngon nhé Chúng ta không có 0.25 cũng được không quan trọng Quan trọng là chúng ta xây dựng được hệ thống sau bán hàng cứ mỗi người thì anh chị em nhận được 5% ví dụ 100 đô họ bán được một đơn hàng 100 đô đấy tiếp thị thành công ấy thì anh chị em sẽ được 5 đô và ngoài ra anh chị em nếu mà cái đơn hàng anh chị em trực tiếp bán được 100 đô anh chị em sẽ được 90 đô anh trả 90 phần trăm vì thật ra cuộc chiến thương mại của chiến đốt tiền mà đấy đơn giản vậy thôi là anh chị em nhớ đăng ký kênh subscribe ủng hộ mình ngoài cái này thì mình bên kênh mình đang có rất nhiều dự án. đây ví dụ anh chị em vào đường link bên dưới ấy, mình có để phần này kênh channel telegram này. lại ở đây thì anh chị em mình có để rất nhiều kèo khác nhau nhé. anh chị em vào thoải mái đi nhé. để chúng ta sẽ tìm này một số kèo nhiều kèo lắm nhiều kèo ngon lắm anh chị em. đấy ngoài ra thì anh chị em nào mà muốn tuyển dép thì mình hướng dẫn anh chị em chỉ cần copy link đây copy bài viết mình trong đây lại đây cho thay bằng link anh chị em đấy chúng ta mang lên các group Facebook này đây anh chị em cho tham gia các group Facebook này chúng ta đăng bài vào nhé chúng ta đăng mỗi lần chúng ta đăng khoảng vài bài thôi đừng có đăng nhiều quá không nó sẽ lấy sẽ dính trưởng đấy anh chị em ạ đấy rất nhiều người này đấy bạn nào cũng đang làm này anh chị em đăng lên thôi đăng lên đây hiệu quả nhất hoặc là lập vào các nhóm zalo mình có để nhóm zalo link nhóm zalo mới bên dưới ấy, anh chị em nhé đấy việc vào đây mình đăng này kênh này và kênh zalo hai kênh hiệu quả nhất nhé anh chị em cứ tích cực lên có nhiều người còn spam này, anh chị em ạ trời ơi spam ghê lắm Và spam trong bình luận này nhưng anh chị em chú ý là cẩn thận không đấy là facebook nó quét hơi bị ghê gớm đấy đấy anh chị em cố gắng chúng ta kiếm bây giờ kiếm trước hết là cái kèo 0.25 thì anh chị em kiếm lấy khoảng 1.000 đô trước đi chúng ta kiếm lấy 1.000 đô mình mục tiêu từ giờ tới Tết lấy 2.000 đô các anh chị em cố gắng 1.000 đô mình vào sau 1.000 đô thôi và sau này cái hệ thống đó anh chị em duy trì chắc chắn là còn kèo ngon dưới là chúng ta tiếp thị bán các sản phẩm đó nè và đó với là nguồn thu nhập chính nguồn thu nhập đáng mơ ước có thể giúp anh chị em kiếm thụ động hàng trăm triệu mỗi tháng bảy tầng anh chị em khỏi lo nhé. Rồi cảm ơn anh chị em. Nhớ đăng ký like, subscribe like, kênh ủng hộ mình nhé.